Xin chào tất cả các anh chị. Em là Hương, đại diện bán hàng của hãng xe Ford Thăng Long, đại lý số 1 để 5 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Ngày hôm nay em lại xin quay trở lại với anh chị trong báo giá mới nhất của dòng xe Ford Everest 2020 của bên em. Vâng ạ, dòng xe Ford Everest 2020 của bên em hiện tại bên em đang hỗ có 5 phiên bản, nhưng trong thời điểm hiện tại bên em đang hỗ trợ chính cho 3 phiên bản. Đó là phiên bản Everest bản Gen Titanium, bản Gen 2020 với giá niêm yết là 1 tỷ 112 triệu. Và đặc biệt với dòng xe này, bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá lên tới 120 triệu cho dòng xe Ford Everest Gen, và với cái giá chỉ còn hơn 900 triệu thôi ạ. Và dòng thứ hai là dòng xe Ford Everest Titanium bản một cầu với giá niêm yết là 1 tỷ 181 triệu. Và với dòng xe này thì chương trình khuyến mại của bên em đang có chương trình là khuyến mại hỗ trợ giảm giá lên tới hơn 80 triệu cho dòng xe Ford Everest Titanium bản một cầu và bản Ford Everest Titanium hai cầu với giá niêm yết là 1 tỷ 399 triệu. Và với bản này, đặc biệt là bên em đã có chương trình hỗ trợ lên tới hơn 90 triệu cho dòng xe Ford Everest bản Titanium 2 cầu. Và đặc biệt với bản Titanium 2 cầu thì bên em còn phiên bản sản xuất năm 2019, model 2019, với đặc biệt là có màu bạc và màu vàng, và giá hiện tại bên em hỗ trợ giảm giá siêu hấp dẫn lên tới 200 triệu cho dòng xe Ford Everest bản 2019. Bởi vậy là nếu như anh chị quan tâm cụ thể tới phiên bản nào với cái mức giá hấp dẫn thì anh chị vui lòng liên hệ cho bên em theo số hotline trên màn hình để em có thể hỗ trợ cho anh chị chính xác nhất mức giá tại thời điểm anh chị quyết định lấy xe. Như ở các clip trước thì em đã làm khá là đầy đủ về các màu xe rồi ạ. Và như trước mắt như chị thấy là hiện tại bọn em đang xe thì hiện tại bên bãi bên em thì sẽ có đủ màu. Màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu đen và màu xám. Và các cái màu chủ đạo rất hot của năm nay, ví dụ như là màu xanh mới, như anh chị có thể nhìn ạ. Đây là màu xanh pha lê mới của bên em, màu mới nhất của năm 2020. Và bên cạnh đây là bản màu đen, và bên cạnh kia là bản màu trắng. Thì đây là những cái bảng cái màu mà được ưa chuộng nhất của dòng xe Ford Everest. Với dòng xe Ford Everest thì như anh chị thấy là được trang bị động cơ 2.0 và được trang bị tất cả các cái công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến nhất, như là hệ thống kiểm soát tốc độ tự động này, hệ thống cảnh báo lệch làn, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động thông minh, hệ thống kiểm soát đường địa hình và hệ thống điều chỉnh đèn pha cốt tự động. Nội thất của xe thì được trang bị rất là tiện nghi và sang trọng. Xe thì được trang bị 7 túi khí, được trang bị hệ thống phanh chủ động khẩn cấp, cửa hậu đóng mở rảnh tay thông minh, và cửa sổ trời toàn cảnh panorama được trang bị đặc biệt cho dòng hai cầu. Và xe thì được trang bị thêm hệ thống sync 3 chấm để anh chị có thể là ra lệnh và giọng nói và kết nối Bluetooth không dây trên xe. Xe thì được trang bị hệ thống nội thất màu đen với bản Titanium. Và với đặc biệt là với bản Gen thì được trang bị nội thất màu sáng hơn một chút, là trần xe thì sẽ được trang bị thêm thành màu be thì để tạo sự khác biệt. Còn về tất cả các tính năng cơ bản thì gần như là như nhau ạ. Vừa rồi anh chị nhìn đó là phần đầu xe và đây là phần đuôi xe ạ. Tất cả các cái bản Ford Everest của bên em thì đều có các chức năng, ví dụ là mở cốp bằng đá cốp này, đá cốp thông minh này, hay là mở bằng nút bấm trên điều khiển hoặc là nút bấm trực tiếp trên xe. Kể cả bản Titanium 1 cầu, 2 cầu hay là bản Gen thì gần như về các trang trí bố cục thì đều gần như là như nhau ạ. Chỉ duy nhất là như anh chị thấy là cái vành này, vành bản Titanium thì được trang bị vành 20 inch, còn riêng bản Gen thì bên em sẽ trang bị thành vành 18 inch. Và ở bản Gen cho bản Everest thì sẽ được giảm cắt bớt đi, ví dụ như là hàng ghế đằng sau thì sẽ là điều chỉnh cơ thay vì điều chỉnh điện, và bỏ đi cái cảm biến xung quanh xe. Còn như về tất cả thì đều như nhau ạ. Vâng ạ,
Như vừa rồi là em đã giới thiệu báo giá mới nhất của với cho các anh chị về dòng xe Ford Everest trong cái chương trình tháng mới nhất của bên em. Và chương trình đặc biệt thì anh chị thấy là em báo mức giá càng ngày càng tốt hơn so với thời điểm trước. Khuyến mại của bên em đang dao động lên tới từ 80 đến 120 triệu cho tất cả các dòng xe. Bởi vậy là nếu như thậm chí là lên tới 200 triệu với bản viên 2019. Vậy nếu như anh chị đang quyết định mua xe trong thời điểm hiện tại, nhất là vào thời điểm cuối năm, và anh chị có nhu cầu muốn mua vay trả góp xe với lên tới hỗ trợ lên tới 80% giá trị xe, anh chị vui lòng gọi điện cho bên em theo số hotline trên màn hình để em Hương có thể hỗ trợ và gửi tới anh chị báo giá mới nhất, và cũng như là hỗ trợ các anh chị tính chi phí lăn bánh và hỗ trợ các anh chị nắm rõ được cái thủ tục để mua xe một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Em xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi clip của bên em, và em xin hẹn gặp lại các anh chị vào các clip báo giá mới nhất của tháng tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị.